Đây là 220 phần màn của cô Huệ Như và các Phật tử các bạn đạo ở bên Mỹ, và một cái Phật tử tôi Canada tặng cho người nghèo của Ấn Độ. इसलिए इंडिया के गरीब लोगों को हमारा जितना दायित्व बनता है उनका मेन पर्पस यही है। अच्छा कोई भी कंट्री देख लो, आप चाहे वियतनाम देख लो, चाहे गगन मलिक के साथ सबसे ज्यादा वियतनाम के और नहीं वियतनाम नहीं सॉरी सर थाईलैंड के और वियतनाम के उतना जर्मनी को भी जोड़ के रखा है जो मान जो उसमें कुछ फोटो दिखाई वो बोले कि हम लोगों ने भी यहाँ से फंड दिया आपको मूर्ति के जितने भी थाईलैंड वियतनाम और भी कंट्री में जो रिच लोग हैं ना वो पहले उनके पास जाते हैं उनका जो ग्रुप है क्योंकि जिस मोनेस्ट्री में वो मॉन्क बने थे थाईलैंड की रिचेस्ट मोनेस्ट्री जहाँ अच्छा वो मॉन्क भी वो देख के ही बने ऐसे नहीं बने दिमाग लगा के जो इनने बात की थी ना वो क्या है वो फॉलो कर रहा है अशोक सम्राट को किस तरीके से सम्राट अशोक को फॉलो कर रहा है उस तरीके से चल रहा है लेकिन वो काम अपने नहीं कर रही है वो हमने वो दूसरा काम कर ये हम ये तीन बहू cái này là sư cô Huệ Như hả hay là Ca Mâu Ni Phật kính xưa bạch chư tăng đức tăng ni kính nam hữu Phật tử. Hôm nay là ngày 30 hôm nay là ngày 30 tháng 10 thì được cái duyên lành là gia đình Phật tử Cô Diệu Thánh với Thiện Phúc đã đón với sư để mua 220 cái tên. Thì như mỗi năm thì sư đều lên chương trình là sẽ tặng về cho những người vô gia cư, những người mà không có nhà cửa, ngồi đường không cống, rồi những nơi những thì đặc biệt cứ theo chương trình như mỗi năm thì hôm nay sư tiếp tục tổ chức chương trình thì hôm nay có sự hỗ trợ của Ban Tê và quý nam nữ Phật tử và đặc biệt là gia đình của Cô Diệu Thánh và Chú Thiện Phúc để gửi tiền qua để hỗ trợ và mua 200 cái tấm bài này. Thì sẵn nhân cái dịp này thì sư cũng cảm niệm cái công đức và tri ân đến Phật tử Huệ Như và cùng các bạn đạo của gia đình Phật tử Huệ Như để ủng hộ 1.500 đô Mỹ để hỗ trợ và mua bền cho cái chương trình từ thiện này. Thì đây là tất cả cái số mền mà sư đã đặt cách đây 2-3 ngày trước, và sau một tiếng nữa thì sư sẽ cùng gia đình Phật tử Cô Diệu Thánh ở Thiện Phúc và các tình nguyện viên đây sẽ lên đường để trao tặng những cái mền này trực tiếp đến từng người vô gia cư đang ngủ trên lề đường và những vỉa hè bến tàu và những người mà đang nằm ngủ không có nhà cửa. Thì chương trình sắp tới khi mà phát mền thì sư gia đình chú Thiện Phúc sẽ tiếp tục quay những hình ảnh lại cho quý vị. Mong rằng chương trình năm tới nếu mà có hữu duyên nữa thì quý vị nếu mà có ủng hộ thì sẽ gửi về Cô Diệu Khánh sẽ tiếp tục cho chương trình tặng mền cho người vô gia cư này. Một phần xin cảm niệm và tri ân đến toàn thể quý vị, chúc quý vị luôn an vui và sức khỏe. Hay như nào hả? Đây là mọi các thuyền viên viên đang chuẩn bị
đưa mình lên xe để đi phát cho những người nghèo vô gia cư sống đêm ngoài đường homeless. नहीं मेरे को जरूरत नहीं है गाड़ी में जैकेट आपकी क्यों मेरे को गर्मी आ गई वैसे ये हो जाए गर्मी आ गई Sufficient for this little boy. This is you can
Dạ. Quý Phật tử thiện nguyện, thiện nguyện đang cho mời cho các vậy hôm nay hôm lễ đang ngủ ngoài đường. Còn ba người nói nhiều thì mình bước xuống. Được, được, được. Này quay sáng rồi máy còn trong cho họ. Cái đèn cái cầu mà. Đang cầu có cái đèn. Chị cô có chụp hình không chị cô? Họ không lấy hả? Có chị. Ủa cho viên nhảy xuống chi vậy? Gì vậy? Đó chọn mấy ông nói thay tội. Dạ. Đi mà ông rung ôm rung rung người luôn nè. Dạ. Ok, cho chỗ hả? Ok, okay. Chơi luôn chung. Không chi nước trời ơi, xe chạy mất tiêu rồi. We stop, tạm tiếp. This time we stop. He will be followed. Hai sư và Diệu Khánh cùng ba sư cô và các Phật tử đang cho mời cho những người homeless lấy cái nữa đây, cái nữa trong đó có rồi. On the top here too. Mấy người ngồi ngủ vừa. Đắng cho người nó kìa. Yeah, yeah, yeah. Đi hậu sơ. उन्हें बता देना कि कंबल देके गए उनके लिए बाहर खाओ कह दो उनसे कंबल देके जा रहे हैं एम नाम शेख भी मत करो या ये आल्सो गिव वन वेरी गुड सुभाष सुभाष आगे ले आओ इन्हें भी दे वन 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 शेख गिव ओके थैंक
Không, bả giật mình, bả giật mình. Đừng đây đưa, đừng đưa tới sát cái mặt quá, cho tới cái lưng ngực thôi. Đưa tới cái ngực rồi. Rồi vậy được rồi, nhiêu được rồi. Cầm tôi con nhìn cái thuật này. Ok. Dưới nữa. Leo lên luôn hả? Không. Xuống nhảy xuống lên, tụi con nói là lên xe đó nè. Đây là những người homeless đang cho cái mền cho mấy người homeless để cùng mền đắp, đây nằm dưới đất rất là lạnh. Sư và Diệu Khánh đang đắp mền cho các người vô gia cư homeless không có chỗ ở ngủ ngoài đường. Đại sư Thủ Lan đáp cho một người. Cho lo. One more. Nine.
Ngay góc chỗ thùng rác cũng có hai người đó. Đây đây đây, thùng rác đóng kìa. Thùng rác đây nè. Ngay cái đóng thùng rác còn vô hai người. Two people. Two people. Anh ơi, có thể đi anh ơi. Tụi nó chạy theo nãy đi, nó ù ra chạy là nó giành cái mền đó, nó chạy xe mền đó. Nó no, ok với con. Sự giác ngộ đang đắp mền cho mấy người vô gia cư. Dự Khánh thường sĩ đang cho mời cho tấm mời cho người vô gia cư. Yeah.
Ông Hâm vui. Thì múc lên đây đỡ quay luôn nè, múc lên Hâm, múc lên Hâm. Then the blanket mask, distribution mask. Here and now they are doing the photo session also. You can see. Nhưng mà đâu có thèm ăn hả? Có thèm ăn sao không chứ? Mọi người ôm, mọi người một bấm mình lên đi. Mừng được. Hiện tại thì chúng tôi đã phát hết gần hết 100 mấy chục cái mền rồi. Chỉ còn vài chục cái nữa là dứt điểm buổi phát mền cho người vô gia cư tối hôm nay. Và bây giờ chúng tôi đang trên chiếc xe chở mền và tiếp tục cho những hành trình tiếp theo. Cho những người vô di cư tiếp theo. Ok, let's go now. Đây là những anh mà để đi đắp cho những người vô di cư ở ngoài đường. Đây xe bây giờ còn lại được dịch chút đỉnh à. Actually, Bilasa Bante Port Bank. Đây là sư Giác Long. Rồi mọi người đang lên xe chuẩn bị đi. Ok, now let's go. Chala. Hey, now good morning. Now good morning. Good
quay mặt ra đây. Ờ, vậy quay mặt vậy đó. Đây Diệu Khánh với hai Phật tử Ấn Độ đang đáp mệnh cho những người vô gia cư ngủ ngoài đường homeless. Rất là khổ tội nghiệp những người này. Đây sư cô Diễm đang đắp mền cho người homeless. Diệu Khánh đang đem mền đi để đắp cho mấy người vô gia cư. Dạ, Phật tử Ấn Độ cũng đắp cho các mọi người vô gia cư. Yeah, the monk, the master, the more on the left and right. Rồi được rồi Khánh, được rồi. Được rồi, đi đi, được rồi. Nói cho nó không biết, một tiếng. Đã nó dòm rồi, mình không nói. Còn thứ trước nữa kìa, nhưng mà không, không có mà. Đây là những người homeless của thành phố Bom Bom, rất là tội nghiệp. Đây là giặt trên cầu, họ nằm ở trên đường đi trên cầu. Ngủ dưới đất. Dùng cái mền rất là mỏng. Hãy được. Sự giác lâm và tất cả Phật tử.
lên lên nắp mời cho cái gì nè. Ok ok, let's go. Chalo. Hai sư cô Diễm với cô Hòa đang lấp mền cho cái người vô gia cư đang sống nằm ở trên cầu ngủ. Và bên kia người Phật tử của Ấn Độ. Jai Bhim. So these are the small children. We have given the blankets. Nhỏ đang ngủ. Nè vô đó đó tu. Anh làm cái kem này để lên. These are where they have no work. You know, Này bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai
phù du. Ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa, vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ trở về cát bụi, thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, đường mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng ngu buồn, chẳng nuối tiếc muôn phiền truyền thế sự nơi chân gian. Này bản thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cùng đều đôi tay trắng. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa, vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ trở về cát bụi, thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, đường mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng ngu buồn, chẳng nuối tiếc muôn phiền truyền thế sự nơi chân gian. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng ngu buồn, chẳng nuối tiếc muôn phiền truyền thế sự nơi chân gian. Thank you.
nghĩ về cuộc đời kiếp người là phù du. Bạc tiền lời danh ngày sau hóa bụi mờ, trở về mồ sâu hai tay chẳng còn chi. Giọt lệ chia ly ai khóc cười thương ta, khóc òa chào đời biến đời là bể khổ. Mỉm cười ra đi đời ta không phí hoài, lòng người nóng sâu hơn thua tranh giành nhau. Tình đời trả vay mây bay hóa vô thường, đời người thăng trầm thoáng như mộng trăm năm. Nghèo khổ sang giàu ai biết được ngày về, tựa đóa phù dung sớm nở tối tàn. Kiếp người quá mau sao nỡ dối lừa nhau. Đời người cát bụi bạc tiền vật ngoại thân, trao nhau chữ tình tham sân si lụy phiền. Tựa giật chim bao chớp mắt hồn xanh sao. Mồ sau phủ lấp kiếp sau còn thấy nhau. Nghĩ về tình đời ta chợt buồn thương ta, mắt nhắm tay buông tất cả đành trả lại. Một đời ngược xuôi nỗi tiếc hoài khôn nguôi, phụ mờ thời gian mồ xanh có chôn.